Tôi nhớ cầm tay hót này mọi người này. Đấy, đây là cầm tay hót này. Rất đẹp. Chim siêu thuần. Đây gọi là khiếu lùn cánh xanh. Đây là chim khiếu lùn cánh xanh của em Sử. Người dân tộc vùng cao, người Hơ Mông. Đây, chim này. Và đây là cái cổng làng nhà em ấy luôn này. À, cổng cổng nhà này. Đây là cái cổng này. Em mình xách chim này. Đấy, ở trên này ấy, thì là người dân thường là đan lồng như này. Đấy, mình vừa cầm tay, mình vừa ấy đây này. Vừa nói chuyện là chim vẫn hót đây này. Đấy. Đây, ở đây nhà nào cũng có một cái lồng như này. Ít ra cũng phải có hai cái. Chim thì các loại chim. Khiếu lùn cánh xanh này là nhiều này. Đấy, cầm tay hót này. Đấy. Đây là cái cổng nhà của em ấy. Đây này. Cổng làm bằng gỗ này, hai bên là đá này, tường rào làm bằng đá này. Đây là ở bên đằng sau kia là chuồng, chả biết chuồng gì nữa. Đây, cái chuồng không có con gì. Đấy, này mình xách đi chơi, con này xách đi chơi nó hót luôn này. Đây, mình treo lên đây cho nó hót. Xách mỏi tay quá rồi. Cái lồng nó không nặng lắm đâu nhưng mà. Đây, treo đây này. Đấy. Chim đứng gần nó cũng hót. Chim này gọi là khiếu lùn cánh xanh. Nếu mà người Mông ở đây gọi là cù ly hoặc là khiếu lùn cánh xanh, người đây Mông gọi là cù ly hoặc là khiếu lùn cánh xanh. Mình gọi là khiếu lục cánh xanh. Rất thuần này.